Chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh tin tức của chúng tôi. Còn gì đau đớn bằng cảnh trước đêm tân hôn đáng giá ngang giang của mình, cô gái đã bị chính cha ruột cưỡng hiếp suốt cả một đêm dài. Mà điều đáng căm phẫn là người cha thú tính này lại còn hại đời luôn cả những đứa con gái còn lại trong nhà. Điều bản án nào sẽ thích đáng dành cho người làm cha nhưng lại không hề có nhân tính này? Chi tiết như thế nào? Xin mời quý vị hãy cùng theo dõi ngay sau đây. Trong ngôi nhà ngói bà Giang cũ kỹ, bà Nguyễn Thị Thoa sinh năm 1959, bắt đầu kể bằng giọng buồn tủi, đôi mắt mờ đục nhìn xa xăm. Bà ngậm ngùi nói về quá khứ đau thương mà đến cả đời này cũng không thể quên được. Vợ chồng bà Thoa sinh được 4 người con, 3 gái 1 trai. Cô gái đầu lòng là Nguyễn Thị Hoa, cô gái thứ hai là Nguyễn Thị Hồng, con gái thứ ba là Nguyễn Thị Lan. Theo những người dân quê nhận xét thì cả ba cô con gái của bà đều khỏe mạnh, ngoan ngoãn, chịu khó và rất duyên dáng. Nhà nghèo nên cả ba chị em đều không được học hành đến nơi đến chốn. Theo chúng bạn đi làm thuê làm mướn ở xứ người để kiếm tiền phụ giúp cho cha mẹ và mong muốn tích lũy được chút vốn liếng để giành lấy chồng. Một thời gian sau, con gái lớn của bà Thoa lấy chồng ở Hà Giang. Hồng, đứa con gái thứ hai thì đi làm thuê ở Tuốt Tiên Quang. Chỉ còn Lan là con nhỏ nên được ba mẹ cho đi học và ở nhà phụ giúp gia đình. Mặc dù ở xa, nhưng khi nghe tin bố mẹ ốm, chị Hoa và Hồng cũng tranh thủ bắt xe khách về thăm nhà, chăm sóc cho mẹ. Tối hôm đó, sau bữa cơm, cả nhà ra ngồi uống nước ở bàn, thì ông Hào, chồng của bà Hoa, quay sang cằn nhằn đứa con gái lớn, đã thấy mẹ bệnh mà không lo về chăm nom, lại còn đi hú hí với bạn bè. Thấy cha vô cớ chửi mắng mình bất hiếu với mẹ và đi chơi bời, nên Hoa ứa nước mắt đáp lại. Cả đời này, Hoa hận cha nhất trên đời, chỉ tại vì ông mà cô phải lấy chồng xa. Không để cho Hoa nói hết câu, ông Hạo rút ngay chiếc điếu cày ở dưới gầm bàn, định đánh con. Rất may, lúc đó Hồng ngồi bên cạnh đã nhanh tay giật được chiếc điếu rồi đập nát. Tức giận, ông Hạo thò tay xuống gầm tủ, lấy can dầu hỏa đổ gần 2 lít dầu ở trong can ra nền nhà rồi quát lớn. Sẽ đốt sạch toàn bộ cái nhà này. Sau đó, ông ta giơ chân đạp đổ bàn ghế, dùng búa đinh để đập phá giường tủ, rồi cầm đồ đạc ném vào người của mẹ con bà Thoa. Thấy người cha điên cuồng, bạo ngược như thú dữ, Hoa vội vàng dìu bà Thoa lên lưng, Hồng cũng túm lấy tay Lan, rồi tất cả bốn mẹ con lao ra sân chạy trốn. Ra khỏi nhà, bốn mẹ con bà Thoa dìu dắt nhau xuống nhà của đứa em cách đó gần 2 cây số để tránh nhờ. Khi mọi chuyện đã im xuôi hơn, bà Thoa thấy ba đứa con gái ngồi ôm nhau khóc. Sau đó bà liền gặng hỏi thì mới chết lặng, vì biết được sự thật, người cha cầm thú đã cưỡng hiếp cả ba đứa con gái ruột của mình suốt nhiều năm trời. Sau khi nghe ba đứa con gái thuật lại toàn bộ sự việc đau lòng trên, bà Thoa run lên bần bật, đôi chân gầy yếu vì bệnh tật cũng không trụ nổi, khiến cho bà ngã khuỵu xuống đất. Rồi bà ôm lấy các con mà khóc thảm thiết. Bà tự trách mình, giá như bà kiên quyết hơn thì các con của bà đã không phải tủi nhục như thế này. Thế nhưng sự thật còn nghiệt ngã hơn, vì bà Thoa đã từng biết chuyện chồng mình hãm hiếp Hoa. Nhưng vì sợ hãi, nhu nhược nên bà không dám tố cáo người chồng đồi bại của mình ra trước cơ quan pháp luật. Đâu ngờ chính sự cam chịu, nhịn nhục đó mà người vợ bất hạnh đã tiếp tay cho tội ác, dẫn đến hậu quả là cả ba đứa con gái của bà đều bị Hào lần lượt làm nhục. Bà Thoa cứ nghĩ nếu mình làm sự việc vỡ lỡ ra, tương lai của cả ba đứa con sau này sẽ mù mịt. Còn ai dám rước chúng nó về làm vợ, làm dâu khi biết rõ sự thật xấu xa kia. Cuối cùng, bà Thoa đã quyết định làm đơn tố cáo hành vi đáng kinh tởm của gã chồng Nguyễn Quốc Hào ra trước cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc. Trong đơn trình báo, bà Thoa viết rõ có lần bà Thoa bị ốm phải đi viện điều trị dài ngày. Khi trở về nhà, bà Thoa thấy con gái thân hình xanh xao hơn, có những biểu hiện khác thường hay né tránh tiếp xúc trực tiếp với cha. Thấy lạ, người mẹ liền gặng hỏi nguyên nhân, nhưng Hoa chỉ nói là bị mệt, không ăn được cơm, dẫn đến bị giảm cân như vậy. Nghi ngờ con gái giấu mình một điều gì đó, những ngày sau, bà Thoa vẫn cố gắng tiếp tục hỏi han, động viên con phải nói rõ sự thật, để có gì bà còn biết đường giải quyết. Tin lời mẹ, trong một lần gã cha đồi bại vắng nhà, Hoa mới kể lại toàn bộ đầu đuôi câu chuyện cho mẹ nghe. Lúc bị hại, Hoa chưa đầy 13 tuổi, sau khi thỏa mãn dục vọng, Hào đe dọa con gái không được nói cho ai biết, nếu không hắn ta sẽ đánh chết. Quả kinh sợ người cha tàn ác, Hoa chỉ đành biết câm lặng làm nô lệ tình dục cho hắn. Bà Hoa biết nếu làm ầm ĩ lên thì sẽ bị Hào đánh cho thừa sống thiếu chết cả mẹ lẫn con.
Vậy nên, bà Thoa quyết định sẽ dùng tình cảm để khuyên nhủ Hào. Nào ngờ, sau khi nói chuyện xong, người cha thú tính còn nổi điên lên, nhốt cả nhà lại rồi lấy dao dọa giết cả mẹ lẫn con. Chưa dừng lại ở đó, người cha thú tính còn bắt Hoa cởi hết quần áo bò xung quanh nhà đến gần sáng mới thôi, mặc cho mẹ con của bà Thoa van xin trong đau đớn. Những ngày sau đó, bà Thoa biết con gái mình vẫn bị Hào làm nhục, nhưng vì quá sợ Hào nên bà đành im lặng. Cũng có lần, bà Thoa định đâm đơn tố cáo gã chồng thú tính ra cơ quan pháp luật, nhưng bà lại không bắt được quả tang, nên sợ nếu tố cáo mà hắn ta không bị kết tội, thì mẹ con của bà sống cũng không được yên với hắn. Vậy nên, bà Thoa vẫn ngậm ngùi nhìn con gái sống trong cảnh sợ hãi, thu mình lại để tự bảo vệ bản thân. Được đà làm tới, Hảo cứ lợi dụng những lúc vợ ngủ say hay vắng nhà, lại ép Hoa phải chịu hắn. Cứ như thế suốt hơn một năm trời, Hoa bị Hảo cưỡng hiếp và phải sống trong cảnh sợ hãi, đến mức bị suy sụp tinh thần. Phải bỏ học khi mới bước vào lớp 7. Sau một khoảng thời gian trấn tĩnh lại tinh thần, nghĩ nếu cứ ở nhà sẽ mãi mãi sống trong cảnh sợ hãi, làm nô lệ tình dục cho người cha mặt người già thú. Nên Hoa đã quyết định tự giải thoát mình bằng cách lên tiên quan để làm thuê. Tuy nhiên, Hoa không ngờ rằng sau khi chỉ đi được một khoảng thời gian thì ở nhà đứa em gái thứ hai lại tiếp tục bị Hào làm nhục, không chịu được cảnh sống với người cha cầm thú. Cuối cùng, đang học dở lớp 9, Hồng cũng phải bỏ học sang Phú Thọ để làm thuê, tự giải thoát cho chính mình. Kể từ đó, chỉ thi thoảng ở nhà có việc quan trọng thì cả Hoa và Hồng mới dám về nhà, nhưng xong việc lại nhanh chóng rời đi. Về phía Hào, sau khi chứng kiến hai đứa con gái vì hắn mà phải bỏ nhà đi, làm ăn xa xứ, bỗng nhiên hắn ta lại thay đổi lạ lùng, còn xuống tóc đi tu, ăn chay niệm Phật. Về phần Hoa, may mắn cho cô là đã gặp được một người đàn ông tử tế, đôn hậu và rộng lượng. Nghe xong câu chuyện về cuộc đời của Hoa, anh đã bao dung mở rộng vòng tay, đề nghị được cưới Hoa làm vợ để bù đắp cho cô sau tất cả những tủi nhục, đắng cay mà bản thân của Hoa đã phải gánh chịu. Cứ tưởng rằng Hào đã biết ăn năn hối lỗi và muốn sám hối vì những việc làm mà mình gây ra. Nào ngờ, bản tính háo sắc của hắn ta lại trỗi dậy. Ngày trước ngày đứa con gái lớn lên xe Hoa về nhà chồng, Hào lại lẻn vào phòng của đứa con gái lớn, khống chế rồi cưỡng hiếp Hoa. Thật không còn từ gì để diễn tả được người cha đầy thú tính này. Sự việc chỉ dừng lại khi bà Thoa cùng con gái làm đơn tố cáo Hào ra cơ quan pháp luật. Khi bị mọi người trách mắng tại sao bà Thoa lại im lặng trong suốt nhiều năm trời như vậy, bà Thoa chỉ vô cùng ân hận nói rằng vì muốn giữ cho trong ấm hoài em và vì quá sợ Hào sẽ giết người diệt khẩu đối với cả năm mẹ con, nên đã ngậm miệng để gã chồng thực hiện hành vi tội ác ngày càng công khai, trắng trợn hơn. Người đàn bà nông dân ít va chạm, hiểu biết hạn chế, không biết được rằng ở một góc độ nào đó, thái độ im lặng, làm ngơ đồng nghĩa với việc bao che dung túng cho cái ác. Do tính chất nghiêm trọng của vụ việc, nên sau đó cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Lập Thạch đã chuyển hồ sơ vụ án và đối tượng Nguyễn Quốc Hào cho cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Vĩnh Phúc để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền. Không lâu sau, Nguyễn Quốc Hào bị khởi tố về tội hiếp dâm và hiếp dâm trẻ em. Trong quá trình điều tra vụ án kể từ khi kết hôn với Hào, bà Thoa đã bị chồng bạo hành một cách dã man, và đó cũng chính là nguyên nhân khiến cho bà không dám tố cáo việc Hào đã hãm hiếp đứa con gái đầu tiên, để rồi hai đứa con gái sau cũng phải tiếp tục gánh chịu hậu quả đau lòng này. Cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của khán giả. Đừng quên like, share, subscribe và click vào những tin tức mới nhất đến từ BNews các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!